Thì chào các em. Thì tiết học tuần này thì bắt đầu thầy sẽ chia sẻ thêm về nội dung ôn tập phần bài tập. Thì phần lý thuyết là thầy đã gửi cho các lớp các tài liệu, các câu hỏi để các em ôn tập. Về phần bài tập thì thầy cũng đã như vậy. Cái phần bài tập tự luận ở đây thì gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là bài tập của chương 1 là chương điện học. Và nội dung thứ hai là bài tập về đường sức từ. Thì trong tuần trước là thầy cũng đã ôn tập phần lý thuyết cũng như là một số ví dụ bài tập tự luận kể cả phần điện và phần từ. Và trong đó thì phần từ là cái phần đường sức từ hoặc là quy tắc nắm tay phải thầy cũng đã ôn rất kỹ. Về phần bài tập trong cái nội dung thầy đã gửi cho các lớp thì từ câu số 1 đến câu số 13 là những bài tập thuộc về phần vận dụng. Cụ thể là từ câu 1 đến câu 2, hai câu đầu tiên là phần vận dụng của chương 1 là chương điện học. Từ câu số 3 đến câu 13 là những bài tập vẽ hình, bài tập về vận dụng, về cách xác định chiều đường sức từ, xác định cực từ của nam châm, cực từ của ống dây bằng quy tắc nắm tay phải. Thì phần điện từ, phần vẽ hình thầy cũng đã ôn kỹ rồi, cho nên là phần đó các em có thể tự làm nha, tự làm. Nếu mà sai hoặc là không biết thì các em có thể hỏi các bạn ở trong lớp hoặc là xem lại những video bài tập của tuần trước. Rồi, thì bắt đầu ta đi vào phần tự luận. Ở bài số 1, câu số 1 thì gồm có 3 câu A, B, C. Thì dựa vào cái đề thì các em thấy rõ ràng là ba câu này đều liên quan đến cái công thức xác định điểm trở của dây dẫn bằng các yếu tố chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Thì ba câu này thì thầy sẽ hướng dẫn các em ở câu A, còn câu B và câu C thì các em có thể tự làm được và thầy có kết quả ở đây. Tính điện trở của một dây dẫn có tiết diện 6,25 mm² chiều dài 12,5 m và điện trở suốt là 1,7 × 10^8 ohm/m. Thì cái công thức để các em áp dụng các tính là R bằng rho L trên S, nhưng mà trước hết thì ta phải đổi đơn vị. Và cách đổi đơn vị thì các em nhìn vào đây các em thấy không có gì gọi là phức tạp, không phải đổi theo cái cách mà lớp dưới các em đã học. Thì ta đổi theo cái thủy thừa, cứ 1 mm² thì bằng 1/1 mét vuông, và ta ghi là ý dạng thủy thừa là 10^6 mét vuông. Như vậy bao nhiêu mm vuông thì cái việc lấy số đó và các em nhân cho 10^6 vuông, và không cần các em phải bấm máy tính, các em cứ để nguyên cái số này. Thì sau khi các đổi đơn vị rồi thì các em mới áp dụng công thức điện trở dây dẫn R bằng rho L trên S, các em thay số. Và khi bấm máy tính thì cẩn thận dùng cái phím phân số để các em bấm, thì kết quả là 0,034 ohm. Rồi, ở câu B và câu C là tính tiết diện của dây cũng như là tính chiều dài của dây. Thì trong cái bài học trước đây khi học bài này thì ngoài cái công thức R bằng rho L trên S thì thầy đã cho thêm các em một cái công thức để các em dễ suy ra. Đó là gì? Là R nhân S bằng rho nhân L. Như vậy ta thấy ở vế trái có hai đại lượng
ở vế phải cũng hai đại lượng. Như vậy muốn tìm bất cứ một cái đại lượng nào, ví dụ ta muốn tìm S thì ta chỉ việc lấy vế phải rho nhân R và chia cho R. Hoặc là ta muốn tìm rho thì ta lấy vế trái là R nhân S và ta chia cho L. Tương tự, muốn tìm L thì bằng R nhân S chia cho rho. Là như vậy, ta suy ra như vậy cho dễ hơn. Đó, muốn tìm rho, lấy vế trái chia cho L. Muốn tìm S, lấy vế phải chia cho R. Và muốn tìm L thì lấy vế trái chia cho rho. Và tất nhiên khi mà các em làm thì các em phải chú ý cái đơn vị. Ví dụ như ở cô B thì tất cả các đơn vị này nó phù hợp. Nhưng mà cô C thì ta phải đổi 0,022 mm vuông. Thì em phải đổi ra mét vuông. Cách đổi như thầy đã chỉ. Lấy 0,022 nhân cho 10 mũ trừ 6. Như vậy thì cô B và cô C thầy nghĩ em sẽ làm được bằng cách dựa vào cái công thức suy ra rồi ta bấm máy tính. Thắc mắc bài số 2 là bài chứng minh công thức. Ở câu A, trong đồng mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song, hãy chứng minh nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở trong cùng một thời gian, tức là xét cùng một thời gian đó, thì tỷ lệ nghịch với điện trở. Như vậy ta phải chứng minh được cái vế biểu thức này. Q1 chia Q2. Vì Q nó tỷ lệ nghịch với R, như vậy là R2 nằm ở trên chia R1. Ngược lại, nếu xét một đồng mạch gồm R1 và R2 mắc nối tiếp, hãy chứng minh rằng nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở trong cùng một thời gian thì tỷ lệ thuận với điện trở đó. Tỷ lệ thuận thì nếu ở trên là Q1 thì bên đây là tương ứng là R1. Như vậy là Q1 trên Q2 bằng R1 trên R2. Thì cái dạng bài tập mà muốn chứng minh một cái hệ thức nào đó thì ta phải biết cách chọn cái công thức. Thì chắc chắn ở đây trong cả hai câu các em phải dùng cái công thức của định luật Suland. Định luật Suland, công thức Q bằng Y bình RT. Nhưng ta có thể vận dụng thêm bình ohm để các em chứng minh được những cái công thức khác để tính nhiệt lượng tỏa ra khi các em làm bài tập. Ví dụ như là Q bằng P nhân T, Q bằng UIT, Q bằng U bình chia R nhân T. Như vậy tất cả các công thức của điện năng được sử dụng để tính nhiệt lượng tỏa ra. Trong trường hợp khi các thiết bị điện hoạt động, toàn bộ điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng, đó, thì những công thức tính điện năng, tính công, các em được dùng để tính nhiệt lượng tỏa ra. Rồi, bây giờ ta sẽ xét trường hợp thứ nhất là hai điện trở R1, R2 mắc song song. Thì ta nhận xét là trong đoạn mạch song song thì U bằng U1 bằng U2. Như vậy bây giờ những công thức nhiệt lượng tỏa ra thì ta phải chọn công thức nào? Thứ nhất là các em phải nhớ chọn công thức nào sao cho trong cái công thức định luật Suland thì ta thấy người ta đã xét trong cùng một thời gian t. Thì như vậy nếu mà công thức mình có ba đại lượng vật lý thì hai cái đại lượng còn lại nó phải có một đại lượng không thay đổi, thì lúc đó ta mới sử dụng được tính chất tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch. Thì ở đây ta đã tìm ra được một đại lượng là U bằng nhau, U bằng U1 bằng U2, rồi xét trong cùng một thời gian nữa, như vậy ta được hai cái đại lượng bằng nhau là như nhau. Như vậy cái công thức để mà ta chứng minh là nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở trong cùng một thời gian là Q1 bằng U bình chia R1 nhân T. Đấy, như vậy khi ta sử dụng công thức này có ba đại lượng thì trong đó U và T là như nhau thì ta sẽ dễ chứng minh.
Tương tự, Q2 bằng U bình chia R2 bình T. Và ta muốn ra được cái biểu thức chứng minh này thì ở đây ta thấy là Q1 trên Q2 tức là chia. Như vậy ta sẽ thực hiện một cái phép biến đổi là lấy vế chia vế của 1 và 2. Lấy vế chia vế. Thì vế trái chia cho vế trái tức là Q1 trên Q2. Vế phải chia cho vế phải. Nhưng mà cái vế phải này nó có dạng phân số. Thì ta nhớ chia phân số thì phải lấy phân số thứ nhất nhân nghịch đảo phân số thứ hai. Như vậy phân số thứ nhất là U bình chia R1 nhân T. Phân số thứ hai nhân nghịch đảo lên, tức là mang R2 lên. U bình T mang xuống. Và như vậy cho em thấy ở phần tử số là có U bình T. Ở phần mẫu số của hai phân số này có U bình T. Ta rút gọn. Như vậy sẽ còn lại R1 và R2. Tử số là R2, mẫu số là R1. Và cuối cùng ta đã suy ra được công thức cần chứng minh. Trong trường hợp nếu hai điểm trở mắc nối tiếp thì ta lại xem coi mắc nối tiếp có đặc điểm gì. Có y bằng y1 bằng y2, rồi lại có thêm là xét trong cùng một thời gian nữa. Như vậy là cái y và t này là như nhau. Như vậy công thức mà ta dễ chọn nhất là y bằng y bình rt. Và các em áp dụng cho r1 và r2, ví dụ như là q1 bằng y bình r1t, q2 bằng y bình r2t, và các em cũng lập bị số giống như thế này thì kết quả mình sẽ chứng minh được q1 trên q2 bằng r1 trên r2. Như vậy bài số 2 là bài em phải chứng minh, tập cách chứng minh một cái tính chất, một cái công thức. Thì dựa vào công thức mình đã học và ta xét thêm cái điều kiện trong cái phần đề bài người ta cho. Và cái điều quan trọng ở đây là ta phải biết chọn công thức. Như vậy qua cái bài này ta cũng nhớ khi mình đi tính nhiệt lượng tỏa ra của điện trở trong đoạn mạch song song thì các em nên sử dụng công thức Q bằng U bình chia R nhân T. Và ngược lại, nếu trong đoạn mạch mắc nối tiếp yêu cầu tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 trên R2 thì ta lại chọn sai công thức Q bằng Y bình RT. Như vậy, hai bài đồ này thuộc về vận dụng phần điện học. Còn lại của phần vận dụng là từ bài số 3 đến bài 13 thì các em có thể vẽ hình vào trong cái đề cương và trong lớp thì thầy sẽ hướng dẫn để ta ôn lại về cái phần xác định chiều đường sức từ và các cực từ. Và thầy nghĩ rằng cái phần đó không có khó nha, và thầy cũng đã ôn kỹ khi em học cái bài đó rồi. Đây. Tiếp tục ta nói về cái bài tập điện là bài số 14. Thì ta thấy ở chương 1 là cái chương điện học. Rất nhiều công thức cũng như là các dạng bài tập. Và cho nên là thầy sẽ tập trung nhiều vào cái bài tập của chương 1. Bài 14. Trong đề cương cũng là bài 14. Đặt một hiệu điện thế U bằng 12V không đổi vào hai đầu của đoạn mạch có điện trở R1 và R2, cho biết R2 bằng hai lần R1 mắc nối tiếp nhau. Như vậy là R1 và R2 mắc nối tiếp nhau thì cường độ dòng điện qua mạch là I bằng 0,4A. Ở câu A, tính điện trở tương đương của đoạn mạch, công suất tiêu thụ của toàn mạch và chỉ số điện trở R1, R2, rồi hiệu điện thế hai đầu R2. Như vậy cái câu A này ta tính khá nhiều cái đại lượng điện trở tương đương, công suất tiêu thụ, giá trị R1, R2 và hiệu điện thế hai đầu R2. Ở câu B,
cũng là đoạn mạch gồm hai điểm chữa R1, R2 nối tiếp như trên, nhưng người ta thay R1 bằng một bóng đèn có ghi 6V 2W có điểm chữa xem như không thay đổi. Và khi thay như vậy, người ta hỏi mình là đèn sáng thế nào, là sáng bình thường hay là sáng không bình thường, à, không bình thường thì nó sáng mạnh hay là nó sáng yếu, và ta phải giải thích. À, bây giờ ta sẽ thực hiện thu A trước, thì ta tóm tắt R2 bằng 2R1, Y bằng 0,453, U bằng 12V. Ở câu A, tính R tương đương, tính P, tính R1, R2, tính U2. Còn câu B là ta giải thích khi mà ta thay R1 bằng bóng đèn. Thì nhìn vào tóm tắt, em thấy dễ dàng tính được điện trở tương đương. À, khi mà em áp dụng định luật Ohm thì ta nhớ nguyên tắc. Nguyên tắc là gì? Là cách vận dụng Y bằng U chia R. Như vậy khi mà ta áp dụng cho điện trở R1, cho điện trở R2, cho cả toàn mạch thì ta phải nhớ thứ tự. Y1 thì là U1 chia R1, Y2 thì bằng U2 R2, và Y mạch thì bằng U mạch chia cho R tương đương. Đó, như vậy mới là đúng thứ tự. Thì ở đây người ta đã cho biết hiệu điện thế đoạn mạch là 12V. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp thì có giá trị như nhau. À, như vậy có U mạch, có Y thì dễ dàng khi tính được điện trở tương đương của đoạn mạch. R tương đương bằng U trên Y bằng 30 ohm. Đây. Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch, của cả đoạn mạch, P mạch thì cũng phải theo thứ tự. Nếu ta dùng công thức nào thì cũng phải theo thứ tự. Và các em nhớ trong các công thức tính công suất thì công thức là P bằng U nhân Y là công thức dễ nhớ nhất, dễ sử dụng nhất. Thì ta xem có áp dụng được không. P mạch thì nó phải có U mạch. Nếu ta dùng U nhân Y phải có U mạch. U mạch đã có rồi. Và có Y mạch. À, như vậy ta có thể sử dụng công thức này. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch P bằng U nhân Y. Rồi, kế tiếp. Tính trị số điện trở của R1 và R2. Thì câu này các em phải biến đổi chút xíu. Thì ở câu B, ở câu A thì ta biết được điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp R tương đương bằng tổng R1 R2 và ta đã tính bằng 30 ohm. Thì đề bài người ta đã cho biết có cái mối liên hệ giữa R1 và R2. Thì ta các em sẽ thay R2 bằng 2 lần R1. Như vậy bên phía trái sẽ là 3R1 bằng 30 và ta dễ dàng suy ra được R1 bằng 10 ohm. R2 thì bằng 2R1, như vậy R2 bằng 20 ohm. Rồi, tính hiệu điện thế ở hai đầu R2 ta lại áp dụng định luật Ohm cho điện trở R2. U2 thì bằng Y2 tức là Y nhân R2. Em thay số là 8V. Ở câu B, khi thay điện trở R1 bằng một bóng đèn 6V 2W, thay ở đây nghĩa là thay thế, bỏ điện trở R1 ra, thế vào đó là bóng đèn. Như vậy, ở câu B, kèm nên vẽ lại cái sơ đồ. Thì cái sơ đồ ở câu B sẽ là đèn mắc nối tiếp với R2. Đèn mắc nối tiếp với R2. Thì ta nhớ. Bất cứ một cái đoạn mạch nào khi ta đã thay thế một cái điện trở này bằng một cái điện trở khác, khi ta mắc thêm một điện trở vào trong đoạn mạch ban đầu, khi ta tháo bớt một điện trở ra khỏi đoạn mạch ban đầu, thì những trường hợp đó đều làm thay đổi điện trở tương đương của đoạn mạch. Em nhớ
Và khi điện trở tương đương đã thay đổi thì cường độ dòng điện trong mạch cũng thay đổi. Như vậy ta không được sử dụng lại cái cường độ dòng điện qua động mạch lúc đầu là 0,4 A ở cô B. Không được dùng sang cô B. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai là bóng đèn. Bóng đèn có ghi 6V 2W thì ta phải hiểu được ý nghĩa xu gì này. Nghĩa là khi bóng đèn được sử dụng ở hiệu điện thế 6V thì công suất tiêu thụ của đèn bằng 2W và đèn sáng bình thường. Nhưng ở đây người ta chỉ nói là thay R1 bằng đèn và người ta hỏi mình là đèn sáng như thế nào. Như vậy người ta không cho nó biết đèn sáng bình thường. Và nếu không cho biết đèn sáng bình thường thì ta cũng không biết được hiệu điện thế sử dụng của đèn bằng bao nhiêu vôn. Cái 6V này chỉ là hiệu điện thế định mức do nhà sản xuất người ta ghi lên thôi. Nhưng mà thực tế khi ta mắc đèn vào trong cái đầu mạch này thì hiệu điện thế sử dụng của đèn bằng bao nhiêu vôn ta chưa biết. Đèn có sáng bình thường không ta cũng chưa biết. Như vậy để làm câu B thì ta phải làm cái gì? Thì em đọc. Muốn biết đèn có sáng bình thường không, ta phải đi tìm hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn. Rồi sau đó mình mới so sánh cái U đèn này với U định mức của đèn. Thì mình sẽ trả lời được. Và làm cách nào để tính được hiệu điện thế ở hai đầu đèn? Thì ta quay lại bài tập về đoạn mạch nối tiếp. Ta tính hiệu điện thế dựa vào định luật ôm. Trước hết, đối với bóng đèn có ghi số 6V và 2W thì ta có thể dựa vào số ghi này để xem tính điện trở của đèn. U bình chia cho P. Nhớ là U bình ở đây là U bình định mức chia cho P định mức bằng 18V. Và đèn thì mắc nối tiếp với R2 và R2 ta đã tính rồi. Điện trở R2 bằng 20 ohm ở câu A thì em được sử dụng tiếp vì cái điện trở không không có thay đổi giá trị. Điện trở tương đương của đèn và R2 thì gọi là R phẩy bằng R đèn cộng cho R2 bằng 38 ohm. Rồi cũng dựa vào định luật ôm ta tính được cường độ dòng điện qua đoạn mạch hay là qua đèn vì đoạn mạch này là đoạn mạch nối tiếp. Y bằng U, Y phẩy bằng U chia R phẩy thì xấp xỉ bằng 0,32 ampere. Rồi ta lại tìm hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn cũng dựa vào định luật ôm. U đèn bằng Y phẩy nhân cho R đèn. Em sửa lại cho thầy, cái này là R đèn bằng 0,32 nhân cho 18. Nhớ là R đèn chứ không phải là R phẩy nha. Thầy thay số vẫn đúng nhưng ký hiệu thì nhầm. Kết quả là 5,76V. Khi mình tính được cái U đèn bằng 5,76V, đó chính là hiệu điện thế sử dụng của đèn. Và đến đây thì ta sẽ so sánh hiệu điện thế này với hiệu điện thế định mức ghi trên đèn. 5,76V nhỏ hơn 6V. Như vậy đèn sẽ sáng yếu. Đó. Như vậy cái bài tập này ta sẽ ôn lại về đoạn mạch mắc nối tiếp, các công thức về công suất, về điện trở tương đương, rồi ôn lại về đèn mắc trong một cái đoạn mạch và làm cách nào để biết đèn sáng bình thường hoặc là đèn sáng không bình thường. Nếu mà U đèn ta tính ra mà bằng với U định mức bằng 6V thì ta kết luận là đèn sáng bình thường. Còn nếu U đèn ta tính ra nó lớn hơn 6V thì ta sẽ kết luận là đèn sẽ sáng mạnh và sẽ bị cháy bóng. Cho nên là một cái bài tập về bóng đèn trong mạch, các em phải đọc kỹ
xem người ta có nói đèn sáng bình thường không. Nếu người ta không nói gì hết thì mình chỉ được dùng hai số ghi trên đèn để tính điện trở của đèn thôi. Còn lại em phải đi tìm cường độ dòng điện qua đèn, hiệu điện thế của đèn bằng điện trở ohm nha, bằng tính chất của đoạn mạch nối tiếp, áp dụng các công thức của mạch nối tiếp kết hợp với điện trở ohm để em tính ra cái y đèn hoặc là tính ra cái u đèn. Đó, rồi mình mới quay ngược lại, mình mới so sánh để mình biết được đèn sáng bình thường hay là không bình thường. Thì trong trường hợp này là đèn sáng không bình thường. Ta bài qua bài 15. Bây giờ ta chuyển sang đoạn mạch song song. Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 bằng 20 ohm, mắc song song với R2 bằng 30 ohm. Hiệu điện thế đoạn mạch bằng 24 ohm. Câu A, tính điện trở tương đương và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. Câu B, tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch. Và câu C, tính nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở trong 10 phút. Vậy, như vậy ta sẽ ôn lại về đoạn mạch mắc song song. Rồi ta cũng vận dụng công thức tính công suất, tính nhiệt lượng. Rồi, thầy gợi ý cho em. Thì gợi ý nghĩa là thầy đưa ra cái phương pháp, còn các em phải trình bày lại, các em phải tóm tắt, các em ghi lời giải, rồi các em trình bày phép tính, rồi viết, rồi thay số, các em tính giống như cái bài hồi nãy thầy đã sửa. Thì tính điện trở tương đương thì ở đây là đoạn mạch này gồm R1, R2 mắc song song. Và cái công thức tính điện trở tương đương thầy đã dạy. Nếu trong đoạn mạch chỉ có hai điện trở mắc song song thì ta sẽ tính điện trở tương đương bằng công thức gì? Tích chia cho tổng cho nó nhanh. Không dùng công thức kịch đảo nha. Em dùng công thức kịch đảo thì mình dễ nhầm nếu mình không kịch đảo lại. Này, em thay số. Như vậy R tương đương bằng 12 ohm. Rồi. Câu B, tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch. Như vậy ở cái bài hồi nãy, bài 14, khi đi tính công suất tiêu thụ đoạn mạch, ta dùng công thức P bằng U nhân Y. Tại vì người ta đã cho rồi. Nhưng mà cái bài này người ta không cho Y. Nếu mà là công suất của đoạn mạch thì cái Y đó phải là Y mạch, tức là Y mạch chính. Như vậy nếu em nào sử dụng công thức P bằng U nhân Y thì em phải làm thêm một cái bước khác nữa là tính lại, tính thêm cường độ dòng điện qua mạch chính. Phải làm thêm một bước ra. Nhưng nếu em nào biết cách vận dụng công thức tính công suất thì ta có thể dùng công thức khác. Ngoài công thức P bằng U nhân Y thì các em còn công thức gì? Quỳnh đang nói đến câu B, và như vậy là cái câu A này ta vẫn còn gì? Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. Ha. Người ta tính luôn cái câu A nó xong. Thì khi đi tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở thì ta áp dụng điện trở ohm cho mỗi điện trở. Y thì bằng U chia R1. Y2 thì bằng U chia R2. Có hết rồi những cái việc thay số không? Rồi, câu B. Tính công suất thì bây giờ nếu ta đã có Y1, ta có Y2 thì ta lại dùng cái P bằng U nhân Y bằng 24. Y này sẽ bằng Y1 cộng cho Y2 bằng 48W. Đây là một cách. Cách thứ hai, ta không cần dùng công thức P bằng U nhân Y mà ta dùng tức là P bằng U bình chia cho R tương đương. Đó. P bằng U bình chia R tương đương, tức là ta lấy 24 bình phương ta chia cho 12 thì kết quả cũng ra 48 W. Được chưa? Như vậy ở cái câu B thì ta có thể tính công suất theo hai cách. Cách thứ nhất là dùng P bằng U nhân Y thì em phải tính thêm cái Y mạch chính. Và cách thứ hai thì ta dùng P bằng U bình chia R tương đương, không cần phải tính thêm. Câu C, tính nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở trong 10 phút. Thì cái nhiệt lượng tỏa ra cũng giống như công suất, em phải biết chọn công thức nào để ta tính trực tiếp ra luôn, không cần phải đi tìm thêm. Thì công thức Q bằng Y bình RT, nhưng mà ở bài đoạn mạch song song thì các em nên chuyển sang công thức tính nhiệt lượng theo công thức Q bằng
U bình chia R nhân T. Của R1 thì là Q1. U bình phương thì vì U1 bằng U2 bằng U trong mặt song song. Chia R1 nhân T. Đó, chỉ nó nhanh hơn. Hoặc là Q2 bằng U bình chia R2 nhân T. Đó, thì ta không cần phải tính thêm gì hết. Hoặc là em có thể dùng công thức là Q1 bằng U nhân Y1 nhân T cũng được. Đó, Q2 bằng U nhân Y2 nhân T cũng được. Không có gì sai hết. Hoặc là Y bình Y1 bình phương R1 nhân T. Hoặc là Y2 bình phương nhân R2 nhân T. Đó, tất cả các công thức tính nhiệt lượng đều áp dụng được trong bài này. Ta qua bài 18. Những cái bài 16, 17 là thầy đã ôn tập cho các em ở tuần trước, ta đã ôn rồi nha. Cho nên là thầy không nhắc lại nữa. Những bài nào ta chưa sửa, thầy chưa có hướng dẫn thì thầy sẽ ôn ở trong cái chia sẻ hôm nay. Còn những câu nào, những bài nào trong đề cương thầy đã ôn tập cho các em ở tuần trước thì các em mở ra xem lại. Cũng là đoạn mạch song song gồm R1 và R2. Hiệu điện thế đoạn mạch là 12V. Và câu A tính R tương đương. Và câu B tính nhiệt lượng tỏa ra của toàn mạch trong 20 phút. Thì bài này cũng dễ. Các em chỉ áp dụng công thức và sửa nhanh bài này. Và ta nhớ khi đi tính nhiệt lượng thì ta phải đổi phút ra giây. 20 phút bằng 1.200 giây. Điện trở tương đương của đoạn mạch thì cũng giống như bài trước, tích chia tổng bằng 6 ohm. Nhiệt lượng tỏa ra của toàn mạch thì ta lại dùng Q bằng U bình chia RAB nhân T, tại vì ta đã tính RAB ở trên rồi nha. Và nếu em tính theo bằng tính nhiệt lượng theo công thức khác thì đương nhiên em phải tìm thêm. À, ví dụ như là em tính Y bình RT thì em phải tìm Y1, Y2 rồi Y mặt chính à. Cho nên khi mà ôn tập bài tập, cái việc mà các em thuộc công thức nhiều thì các em làm càng nhanh. Thì cái bài 18 này thì không có gì khó hết. Ta qua bài 19. Một đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 bằng 48 ohm, mắc song song với R2 bằng 16 ohm. Hiệu điện thế không đổi, U bằng 12 V, à, xin lỗi, bằng 54 V. Ở câu A, tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và công suất tiêu thụ của đoạn mạch. Thì câu này cũng là câu cơ bản mà nãy giờ ta đã làm rồi. Câu B, mắc thêm điện trở R3 nối tiếp với đoạn mạch trên thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch giảm bớt 16 W. Giảm bớt đi, tính giá trị điện trở R3. Như vậy các em tóm tắt: R1 bằng 48 ohm, R2 bằng 16 ohm, U mạch bằng 24 V. Câu A, tính điện trở tương đương và công suất. Tất cả đều đã có sẵn và các em chỉ việc áp dụng công thức. Điện trở tương đương của đoạn mạch cũng dùng công thức tích chia tổng. Công suất tiêu thụ đoạn mạch thì ta chọn ngay công thức P bằng U bình chia R tương đương. Không cần phải tính thêm. Rồi câu B. Nếu mắc thêm một điện trở R3 nối tiếp thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch giảm bớt đi 16 W. Giống như cái bài số 14. Khi mà ta mắc thêm một điện trở hoặc là ta thay điện trở này bằng một cái điện trở khác thì ta chú ý là hiệu điện thế U vẫn giữ nguyên, tức là hiệu điện thế 24V ta có thể dùng được ở câu B, chỉ có cái U thôi và những giá trị R1, R2 đã tính, còn cương đôi dòng điện không được sử dụng lại. Rồi, thì đây là cái sơ đồ
lúc sau. Mặc dù đây là đoạn mạch mắc hỗn hợp nhưng mà nó không có khó lắm nha, cho nên ta cũng ôn lại. Hiệu điện thế đoạn mạch vẫn không đổi, nhưng mà đoạn mạch mới này bây giờ gồm đoạn mạch song song lúc đầu R1, R2 nối tiếp với điện trở R3. Và khi mắc nối tiếp thêm như vậy thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch mới giảm bớt đi 16W. Làm cách nào để tính tính được R3? Thì ta sẽ lấy lại những cái giá trị ở câu A ta được sử dụng để làm câu B. Thứ nhất là điện trở R1, R2 bằng 12 ohm. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch ở câu A bằng 48W. Thì tại sao thầy vẫn giữ lại 48W? Vì ở câu B, khi mắc thêm R3, công suất giảm bớt 16W. Giảm bớt so với lúc đầu. Cho nên là mình phải sử dụng cái P lúc đầu này nha, để tính cái P lúc sau. Sơ đồ mạch điện gồm R1, 2 nối tiếp với R3. Thì bây giờ ta nhận xét tính được cái gì, là tính được cái công suất tiêu thụ của đoạn mạch lúc sau. Tại vì theo cái điều kiện đề cho là nó giảm bớt đi 16W, thì như vậy P mạch lúc sau, thầy gọi là P phẩy, sẽ lấy P lúc đầu trừ cho 16, kết quả bằng 32W. Và muốn tính R3 thì mình phải tính được cái điện trở tương đương của đoạn mạch mới, của đoạn mạch lúc sau. Thì ta lại dùng công thức P mạch bằng U bình chia cho R mạch. Như vậy R mạch thì gọi là R phẩy lúc sau sẽ bằng U bình chia cho P phẩy. Nhớ cái này là điện trở tương đương. Tại vì cái P này là P phẩy, là P của mạch. Nha, P của mạch. P của mạch thì đi với U của mạch và đi với R của mạch, chính là R tương đương. Và ta thay số vô, kết quả R tương đương bằng 18 ohm. Mà đoạn mạch này gồm có R3 nối tiếp với R1, 2. Cho nên là R phẩy sẽ bằng R1, 2 cộng cho R3. Thì cái R1, 2 này chính là ở câu A. Như vậy ta biết được R1, 2, biết được R phẩy, thì các em tính được giá trị điện trở R3. Đó, như vậy kết quả là 6 ohm. À, như vậy thì phần ôn tập hôm nay là thầy sẽ dừng lại ở đây. Đó. Như vậy trong những bài tập này thì thầy đã lồng ghép các điện trở trong đoạn mạch mắc nối tiếp, mắc song song. À, thầy đã ôn lại cho các em các công thức tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế cũng như là điện trở tương đương, và kết hợp với công thức tính công suất, tính nhiệt lượng tỏa ra. Thì ở phần 2 là tuần sau thì thầy sẽ chia sẻ tiếp những bài tập còn lại. Những bài tập đó sẽ liên quan đến những cái thiết bị điện tiêu thụ điện năng gần với, và những cái bài đó nó có liên quan đến cái thực tế. Còn hôm nay thì ta chỉ ôn lại những bài tập liên quan đến một đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp hoặc mắc song song. Đây, thì chào các em, thầy sẽ gặp các em vào tuần sau, cũng vào cái tiết ôn tập này. Thì trong cái phần bài tập mà thầy đã giao cho lớp thì các em cứ làm, nếu có sai sót gì thì báo thầy để thầy chỉnh sửa nha. Làm được những bài tập trong cái phần đề cương ôn tập, tức là các em đã củng cố cho mình lại về cái kỹ năng làm bài tập tự luận mà mình đã không sử dụng trong cái thời gian các em học online. Rồi, như vậy thầy chào các em.